ông có ấy tại giao luôn cái mình đi test được 15 phút mà không nghỉ ngay nhà luôn hả? Giờ nếu mà không kẹt đồ cũng đi được á, nhưng mà giờ kẹt quá trời kìa, quá trời đồ luôn. Bây giờ mà ngày hôm qua cúp điện không làm được, rồi ngày kia thì đi ông chuyện nhà. Ở trên clip của ông Trần Tấn á, Trần Tấn á là ổng ổng có hở mình kia nó ở cũng cách nhà thì hay đi xuống nó mua cái quán khách lớn của ổng á, về đi cúp một lần á. Số 5 mà nghe, số 5 là mạnh hết cỡ luôn đó. Số 5 là số 4, số 5 là ra sông bự rồi để quýnh thác lát với cá cha rồi nó ở sâu thôi. Cái này nói nếu mà cạn cạn vậy là nó chiều rộng cắt cỡ 10-15 mét thôi hả? Nhưng mà chú nước cạn á, đừng có để cho nó lết cáp nha, nó lết cáp nó hao quỳnh lắm à, nó nóng máy nữa. Không có cho đụng đất nữa ha. Cáp tôi xài cáp thắng cho đạp, nhưng mà nó một chùm ra chỉ chục cộng, mà tôi xài có ba cỡ ba dai à, được không? Đừng xài vậy, lát nữa hướng dẫn nghe chú đi. Nếu mà ra xong mà sâu rồi cỡ 4 mét là hết rồi phải không? Ừ. Lát nữa chỉ cho chú xài cáp. Rồi đó, đang trộn đó, đang trộn để đánh mấy con cá sâu á, đánh mấy con cá bự. Đầu quay rồi sau bữa lướt rồi mới thấy ông người mới cho mấy cái nếp đi xếp đó. Nó thôi để gần đi qua làm, ví dụ có chặt kẹo gì cũng tới đủ chỉnh rồi mới rẽ. Lỗi thì ta thôi. Quay mà không có quay chú luôn nè, chú đừng có lo. Quay quay ra thôi vậy.